tràn đầy hạnh phúc. Trước mắt quý vị đây là một em Ford Ranger, một em cao to đẹp trai đến từ thương hiệu Mỹ. Đó, em đã được độ cái mặt ga lăng lên rất là hầm hố. Em là bản 2015 số tự động, máy dầu rất là tiết kiệm nhá. Và bây giờ em xin review qua cái vẻ bên ngoài, ngoại thất để cho anh chị em xem. Em nói đây, được ông chủ đã độ lên là cũng khá là nhiều thứ rồi. Đấy, từ các tem thiếc rồi là ga lăng đằng trước. Đấy, độ rất là cá tính, trẻ trung, nắp thùng thấp, nhưng mà nắp thùng thấp này bị tháo rồi. Đó, một em chạy đường trường thì là quá đẳng cấp do so thời buổi bây giờ, giá dầu giá xăng tăng, giá dầu giảm. Đó, anh chị em nào yêu quý em nó hãy liên hệ cho em theo số điện thoại 0823 163 99 để được em tư vấn cũng như em báo giá trực tiếp. Đó, em nó quay qua một lượt bên ngoài. Đây là trong nắp thùng đây, sạch sẽ nhá, không có chảy xước gì đâu. Bác chủ cũng ít sử dụng và chở hàng. Đó, và được một dàn lốp rất là mới. Đấy, còn đi thoải mái luôn, bán tải lốp dày đi rất lâu, rất là cân tính. Thằng em nó thanh niên, mua được của nó rất là ok chưa. Bản 220 máy dầu thì quá tiết kiệm rồi, phù hợp cho tất cả anh chị em nào đi đường đèo đồi núi và đồng bằng để chở hàng có nhu cầu. Đây là cái mặt này được em nó độ thay cái mặt ga lăng theo sở thích của em nó, rất là khỏe khoắn. Đó, rất là ngầu luôn. Đây, cái đèn của em nó đây rất là sáng nhá, sáng đẹp. Đây bên này là đèn nét này, đèn mù nét đấy, đèn gầm đây, tất cả mọi chi tiết đều đẹp. Ở trên này em có độ thêm một cái cản cho cá tính, nếu anh nào thích thì để, không thích thì tháo ra. Đó, đăng kiểm của em nó thì đến tháng 9 2022. Đó, rất là dài. Đây bản 2.2 đây, 2.2 máy dầu số tự động. Đó, mà giá thì rất là hợp lý. Em đang bán chiếc xe này cho anh chị em nào yêu cái dòng bán tải này với giá thật là rất là hợp lý, chỉ hơn 400 triệu đồng thôi. Tí nữa em sẽ quay qua tất cả chi tiết của xe rồi cũng như là báo giá cho anh chị ở gần cuối kênh. Đó, một dàn lốp rất là dày nhá. Đây, đó, đây em quay luôn gầm bệ đây. Đó, đó, yeah, không đâm đụng, giờ yeah. Đây, quay luôn phần gầm cho, quá là ok luôn, không mục mọt, không gầm ấy nha. Đó, thì anh chị em nào mà đang tìm cái dòng bán tải này để phục vụ đúng nhu cầu cho mình thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại 0823 163 999. Những ai chưa ủng hộ em thì hãy bấm máy đăng ký kênh và ấn nút chuông theo dõi để em ra những video mới, để anh chị em có nhu cầu mua xe gì thì tìm hiểu ạ. Biển Hà Nội rất là đẹp, 1551689. Đó, đây là chiếc cam lùi đấy của xe. Về phần đèn, nguyên bản vẫn sắc nét, chưa có ố vàng, trong vắt. Đó, hãng Ford của Mỹ đứng đầu thế giới rồi. Đây, đây phần nắp thùng, phần đinh tán đây nguyên bản. Đó, nguyên bản nhá, thanh niên,
chiếc xe này của anh một anh thanh niên nên là thằng em nó không để cái nắp kính đấy, chỉ để chạy ấy thôi, chạy như này để cho nó đẹp thôi, do dáng cho nó đẹp cho nó trường. Và bây giờ em sẽ đi vào phần chi tiết nội thất của xe. Đây, mở hết ra. Chi tiết nội thất của xe rất là mới, mới lắm. Chiếc xe này 10 vạn xịn, hơn 10 vạn một tí thôi. Đây, em quay qua nội thất cho, rất là đẹp đúng không? Đó, này, từ cái phần táp ly này, trời, như mới luôn. À, trần ni lông bọc, trần lỉ nguyên bản nhé, bọc ni lông luôn, từng chi tiết một nhựa vẫn đẹp. Và bây giờ em đi vào chi tiết cánh cũng như mọi thường lệ thôi. Chiếc xe này chở 5 chỗ nhá, 5 người bán tải thôi nhưng mà chở rất là nhiều như xe bình thường thôi, mà nó kết hợp được cả hai luôn, vừa chở người vừa chở hàng và chở đồ đủ các loại thôi. Đây, về chiếc khóa cửa của cánh phụ sau đây, nguyên vết chấm nhá, đó vẫn còn mới lắm, 2015 biển Hà Nội. Đó, em quay từng phần chi tiết một đây anh chị xem, chưa vặn mở làm gì nhá. Đó, được dán những cái bức chân lên xuống đây, rất là đơn, rất là cách điệu luôn. Đó, vậy đẹp. Phần chỉ đây, đó, ốc vẫn nguyên bề màu nhá, quá đẹp luôn đúng không? Đây phần đinh tán của thùng, lắp thùng đây, bên trong các bác nhìn sâu nhìn thấy đấy, thấy chưa? Rồi em đi phần tiếp, chi tiết của bàn lề cánh bên phụ đây, nguyên ốc của nó nhá, chưa vặn mở làm gì cả. Đó, nguyên 7 màu luôn, ốc chấm sơn còn. Đây, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Đấy, về phần nhựa đây, rất là đẹp đúng không? Không có mòn chứ. Đó, mới lắm. Táp ly cánh cửa vậy. Dòng này for này nghe nhạc rất là hay. Em quay luôn phần chỉ đây. Đó, táp ly cánh cửa này không bóng mòn gì nhá, mới lắm. Em quay như này thôi các bác nhìn là biết luôn rồi đấy. Em cũng cẩn thận nó dán giết các thứ này, dán là cho đỡ mòn này. Đấy, sau thời gian bao nhiêu năm sử dụng đấy, bóc ra giờ vẫn như mới. Đó, phần chỉ đấy. Đấy, quá là đẹp. Chỉ với giá là 450 triệu đồng cho một em bán tải BT, bán tải Ranger 2015, số tự động, máy dầu. Đó, thấy không? Rất là tiết kiệm đúng không? Em quay tiếp về phần bên này đây, từ keo chỉ nhá. Em quay con này nó zin thì em quay qua hết đi. Đó, đó, từ phần nhựa đây, rất là đẹp, không một bóng mòn nào nhá. Đó, các bác nhìn ảnh các bác biết này, em quay đây thực tế đấy. Con xe này em vừa dọn dẹp nội thất xong. Đấy, đó, keo chỉ đấy, cánh cửa đây. Đây, phần ghế da rất là đẹp nhá, thiết kế rất là sang chảnh nhá. Đấy, đó, ghế như ghế quay trách luôn. Đó, và em đi qua phần này, hôm nay em quay ấy thôi, quay nhanh vì tí nữa em đi có việc bận rồi. Nên là chiếc xe này anh chị em nào yêu em nó đến thực tế để xem, để chạy thử và cũng như là trải nghiệm em nó luôn. Nếu mà anh chị em nào không đi được thì là em sẽ ship tận nơi. Đấy, cho anh chị
để anh chị được xem xe và chơi thử xuống tiền nhá. Đấy. Về phần tắp ly, đây nguyên gai sần nhá, không bóng mờ, quá là đẹp luôn, chi tiết này. Đó, em nó cũng dán đầy đủ các thứ đấy nhá, dán hết rồi, dán hết để cho nó đỡ mòn. Em rất là cẩn thận. Đó, không mất phần chỉ đâu nhá. Về phần nhựa này, đó, rất là đẹp đúng không? Đó, mới có 6 năm thôi thì chục vạn, không ăn thua gì so với ô tô. Đây, chiếc xe này cũng chưa được đây, cũng chưa được lên cái màn hình. Em bật ấy đây, em bật km cho anh chị em bật đổ máy luôn nhá. Đấy, đây thể hiện 10 vạn nhá, hơn một tí thôi. Đây là cái đấy, cam lùi. Ở đây cầm lùi. Ở cái dòng Ford này, nó sản xuất cái tất cả mọi dòng Ford ấy, sản xuất đều la lá nhau hết cái phần bàn thờ này. Đấy, đây phần vô lăng đây, chưa có hiện tượng là bóng mòn gì mấy nhá. Đấy, củ số này thì em nó cũng đã ấy rồi, nó dán chặt rồi. Và con này là hình như là em thấy là nó có cái gì, cái đèn gì ở dưới gầm cơ. Bởi buổi tối hôm qua em chạy là em thấy là nó có cái mấy cái đèn ở dưới chân này. À, khác này. Đây, nó cắm dây này, rất là đẹp nhá. Buổi tối đây dây này, cả xe luôn, trước và sau. Ở trên con này thì là nó chỉ có điều hòa cơ thôi, chỉ có điều hòa cơ thôi. Đây là lạnh này, đây là nóng này. Đó, đây tốc độ gió đây. Và đây, ở đây là cái chiếc xe này là mở khóa rất nhiều anh chị em nào không biết luôn. Nó mở khóa bình thường là những con ở đây cánh cửa này. Đấy, nó có những cái nút mở khóa cánh cửa bên trong, ngồi bên trong khóa mở ra đấy. Nhưng mà con này nó lại ở trên này cơ. Đấy, không biết là không mở ở đâu. Đấy, ấn lên này, nó khóa mở này. Đó, và đây là tất cả là chi tiết về phần nhạc, đầu đĩa rồi nhạc đây nhá. Đây là chế độ thẳng mặt này, chế độ chân tay này, chân và mặt này, chân này, kính này, kính hẳn này. Đó, thì cái này em giới thiệu qua thôi, thì anh chị em nào mà về chưa biết thì học thêm. Bản này chỉ có 2 vũ khí thôi, đây một bóng này và đây là bóng này. Đấy, đây là khóa này, chiếc xe này có 2 chìa nhá, 2 chìa theo xe. Cái đây là nút điều chỉnh gương kính, chỉnh điện của 2 cái gương hậu, soi đèn hậu, xe soi đít hậu sau. Đó, tất cả chi tiết nhựa này rất là đẹp nhá, không có bóng mòn này đâu nhá. Đó, đây là phanh tay. Đó, đây là củ sạc, đây củ sạc, sạc điện thoại. Trần thì rất là đẹp rồi, người ta đã bọc ni lông để cho nó được sạch sẽ, không bị bẩn. Đấy, order 10 vạn. Và bây giờ em sẽ đi đến chi tiết của cái máy. Có khả năng em phải tắt máy đi đỡ ồn nhỉ. À, thôi cứ để đi, cứ để cho nó anh chị nghe. Đó, anh chị nghe ngoài nhá, thì là rất là ok đúng không? Đây nó có một cái đèn nét này. Đó, cái độ đèn nét đấy. Đây, chờ em tí. À, con này tí em còn cho các anh chị xem luôn giấy tờ của em nói nhá. Đây về phần cabo đây. Ở đây vẫn là bình tán còn nguyên nhá. Đó, đây phần chỉ đây ạ. Đó, được. Ốc tai ốc trước này, con này xe sạch đẹp mới nhá, nên anh chị em yên tâm. Đấy, dàn ngang và tai trong này nguyên bản nhá.
Đấy. Máy dầu nghe nó hơi bị ồn, gọi là dầu hôi mà, nhưng mà rất là tiết kiệm. Giá thành thì dầu thì rất là rẻ so với xăng, và chạy đó bền bỉ, tiết kiệm, nó hơi ồn tí thôi. Đây, chi tiết máy là rất là mới đúng không? Đó. Ốc hát này cũng nguyên này. Chiếc xe này em đảm bảo máy móc in dép nhá, không một lỗi nhỏ đâu. Đấy, từ cổ vô ống chả ốc cũng nguyên kìa, chưa vặn mở ra làm gì cả. Đấy, từ cả cái đầu răng là thế này. Đây, nó soi chi tiết đây, rất là đẹp đúng không? Đấy. Anh chị em nào yêu quý em, alo cho em số điện thoại 0823 163 99 để được em báo giá cũng như em tư vấn cho anh chị về sản phẩm, về chiếc xe này. Đó. Em chắc em kết thúc video đây thôi. Chúc tất cả anh chị em đang xem video của em có một buổi chiều thật là vui vẻ, hạnh phúc. Đấy, ấm áp bên gia đình. Nhìn nó cũng rất là ok đúng không? Đó. Anh chị em nào mà đang có nhu cầu sử dụng tìm đến chiếc bán tải này thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại 0823 163 999. Em đang bán một chiếc xe này với giá là 450 triệu đồng. Đấy, giá rất rẻ đúng không, rất êm đúng không? Đó, do với thị trường bây giờ anh em đang bán là 465 470 triệu cơ, nhưng em mua được rẻ thì em sẽ để hợp lý lại cho anh chị em nào dùng đúng mục đích của mình. Và cái dưới cái giá này thì em có lọc lá đấy cho anh chị em đi đường. Và em xin kết thúc video ở đây. Em xin cảm ơn tất cả anh chị em đang xem video của em. Một lần nữa em xin cảm ơn.